Lam ca áo trắng, ký ức về nhóm nhạc của tuổi học trò. Lam ca áo trắng là một nhóm ca nổi tiếng của Việt Nam, gồm 3 thành viên là 3 chị em ruột: Tuyết Ngân, Cặp Song Sinh, Minh Tú, Minh Thư. Cả 3 cùng sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuyết Ngân sinh năm 1973, Minh Tú và Minh Thư sinh năm 1975. Từ thuở nhỏ, Tuyết Ngân và Song Ca, Minh Thư, Minh Tú đã có nhiều giải thưởng từ các cuộc thi hát ở các nhà thiếu nhi, nhưng ba người không hát tam ca. Từ khi được thầy giáo Lê Vĩnh Phúc chỉ dẫn tập luyện, ba cô gái mới lần đầu tiên hát cùng nhau. Nhóm được biết đến khi đạt giải nhất cuộc thi Tiếng Hát Phát Thanh năm 1992 tại thành phố Hồ Chí Minh. Lúc ấy họ chưa có tên nhóm. Sau đó, ba chị em có tham gia một chương trình ca nhạc mang tên Một Thời Áo Trắng và quyết định đặt tên nhóm là Tam Ca Áo Trắng, một cái tên ngẫu nhiên. Tam Ca Áo Trắng được khán giả yêu thích bởi phong cách biểu diễn trẻ trung, dịu dàng và hồn nhiên, giọng ca trong sáng và được xem là một trong những nhóm nhạc thành công nhất thập niên 90. Ca sĩ Minh Tú nhớ về kỷ niệm của lần đầu tiên bước lên sân khấu. Cảm giác lúc đó run, hồi hộp, nhưng nhờ sự ủng hộ của cha mẹ rằng hát bằng tình cảm xuất phát từ trái tim của mình, chứ đừng cố tạo nên cảm xúc giả tạo, nên nhóm đã vượt qua được khó khăn ban đầu. Tam Ca Áo Trắng phát hành album đầu tay vào năm 2001 với tên Chào và sở hữu gia tài kha khá các ca khúc ấn tượng. Những ca khúc mà nhóm trình diễn, đặc biệt là các ca khúc gắn liền với tuổi học trò, đã đi vào ký ức của nhiều người ở thế hệ 7X, 8X và đầu 9X. Tháng năm học trò, Vào Hạ, Một Thời Để Nhớ, Bồ Câu Không Đưa Thư, Phố Xa, Góc Phố Dịu Dàng, Mặt Trời Bé Con Đường Đến Trường, Mưa Ngâu, Trường Làng Tôi, vân vân. Ca khúc Những Bánh Xe Quay Nhanh hát cùng với Lam Trường của Tam Ca Áo Trắng cũng rất được yêu thích. Đến nay, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn giữ ca khúc này làm nhạc hiệu, khiến hình ảnh Tam Ca Áo Trắng luôn được gợi nhớ với khán giả. Khi còn hoạt động, nhóm cũng có không ít các ca khúc tiếng Nhật được chú ý và thường xuyên tham gia biểu diễn trong các chương trình ở đất nước Mặt Trời Mọc, được khán giả ở đây rất yêu thích. Nhóm đã phát hành nhiều album ca nhạc, 4 CD do Bến Thành A&V phát hành, 2 CD hát bằng tiếng Nhật do Vafaco phát hành và 1 CD Giáng Sinh hát chung với ca sĩ Hồng Nhung và rất nhiều bài hát hợp tác thu âm. Album sau cùng cũng là CD mà Tam Ca Áo Trắng tâm huyết và yêu thích nhất, đó là CD hát về gia đình, cha mẹ, mang tên Theo Bóng Hoàng Hôn. Ngoài ca hát, Minh Tú thời gian trước cũng tham gia diễn xuất cùng Mỹ Tâm trong bộ phim ca nhạc Cho Một Tình Yêu và nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Vì là một nhóm nhạc gia đình nên Tam Ca Áo Trắng không có những ồn ào, scandal lục đục nội bộ hay thay đổi thành viên như nhiều nhóm nhạc khác. Đó cũng là một trong những lý do giúp nhóm luôn giữ được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Từ năm 2002, Minh Tú lập gia đình, sinh con, sau đó là đến Minh Thư năm 2003, Tuyết Ngân năm 2005, nên nhóm gần như dừng hoạt động. Những năm về sau, thỉnh thoảng, Minh Tú, Minh Thư song ca trong một số chương trình đặc biệt. Nhóm đã quyết định ngừng ca hát vào trước Tết năm 2013, chính thức dừng lại sau 21 năm gắn bó. Các thành viên đã kết hôn và đang định cư tại khu người Việt ở Mỹ từ đó cho đến nay. Ở tuổi trung niên, ba chị em Tuyết Ngân, Minh Thư, Minh Tú của nhóm Tam Ca Áo Trắng đều có cuộc sống bình an và kín tiếng bên tổ ấm riêng ở Mỹ. Chị cả Tuyết Ngân năm nay 48 tuổi. Chị cả Tuyết Ngân năm nay 48 tuổi, sinh sống ở bang Tennessee. Cô có 2 con, một trai một gái tên Tuyết Nghi và Bảo Nguyên, hiện đều đã khôn lớn. Vợ chồng Minh Thư đều có quốc tịch Mỹ nhưng chọn sống ở Việt Nam. Họ trở lại Mỹ thăm con trai và kẹt lại từ Tết Nguyên Đán năm 2020 vì dịch Covid-19. Cả nhà cố gắng ổn định cuộc sống ở bang North Carolina. Con trai lớn của Minh Thư tên Hoàng Minh vừa tốt nghiệp cấp 3 cách đây ít tháng và đã cao lớn nhất nhà. Nữ ca sĩ cho biết hai vợ chồng cô luôn bên cạnh ủng hộ quyết định của con khi con theo học ngành y trong tương lai. Còn bé Úc Vivian năm nay 9 tuổi, sở hữu nhiều nét đẹp lẫn năng khiếu ca hát từ mẹ.
Minh Tú cũng định cư ở Mỹ nhiều năm qua, có một con trai tên Timmy, năm nay 19 tuổi và rất gần gũi mẹ. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi Tam ca áo trắng có định trở lại làng nhạc không, Minh Tú, cô út của nhóm đã cho biết. Âm nhạc là đam mê từ nhỏ của ba chị em, được mang lời ca đến với mọi người, được nhìn vào ánh mắt và nụ cười của khán giả, được nghe những tràng vỗ tay khen thưởng của họ. Đó là điều làm cho Tam ca áo trắng cảm thấy hạnh phúc nhất. Nên cả ba cũng mong nếu có dịp sẽ cùng đứng trên sân khấu để hát. Khi cả ba lấy chồng, mỗi người một tổ ấm riêng, có những đứa con trai, con gái dễ thương, đáng yêu, thì Tam ca áo trắng nghĩ mình đã làm hết sức và ngược lại cũng nhận được tình yêu của mọi người dành cho mình. Ba chị em sẽ không bao giờ quên và mong ước được giữ mãi hình bóng ba cô gái mặc áo dài trắng ngày nào trong lòng khán giả.